Hi, xin chào mọi người. Rất là nhiều bạn IB hỏi Linh là bí quyết để có được những bức ảnh trông rất là lãng mạn và cảm giác là thần thái. Thì ngoài bên cạnh cái khả năng diễn xuất này, trang phục thì có một cái lý do nho nhỏ không kém phần quan trọng để giúp cho những bức ảnh trở nên thần thái hơn, đó chính là mái tóc. Một mái tóc bồng bềnh bao giờ trông cũng rất là lãng mạn và cảm giác như là mộng mơ, đúng không ạ? Vậy thì cái bí quyết để có được một mái tóc mà trông bồng bềnh lãng mạn như thế thì chắc chắn các bạn phải sử dụng một cái loại dầu gội mà khiến cho mái tóc của bạn nó không bị bết và không bị sẹp. Đó thì đây là bí quyết của Linh tên tên đối với cái tập dầu gội này ấy, thì nó vô cùng là niềm đam mê của rất là nhiều chị em, bởi vì là đặc biệt là hơn bất cứ một loại dầu nào đó trên thị trường thì dầu gội gừng Walleya là một loại dầu mà nó khiến cho cái volume của tóc nó tăng lên hết cỡ luôn các bạn chị em ạ. Cái dầu gừng này nó sẽ giải quyết được triệt để tất cả những gọi là dầu còn bám dính ở trên da đầu các bạn và trả lại cho các bạn một mái tóc rất là bồng bềnh. Và đặc biệt là những chị em tóc mỏng tóc sẹp thì rất sợ dùng xả, đúng không ạ? Bởi vì là xả thì thường hay làm cho chúng ta bị bết tóc. Nhưng mọi người hoàn toàn là yên tâm đối với xả Walleya, bởi vì xả của Walleya nó có một cái thành phần rất rất là đặc biệt, đó là nó không chứa silicon cho nên nó sẽ không gây nặng tóc và nó rất là nhẹ. Đấy, và sau khi mà chúng ta dùng cái xả này, ủ cái xả này khoảng 3 đến 5 phút ấy, thì chúng ta sẽ có một cái mái tóc rất là bóng mượt mà nó không hề bị sẹp luôn á. Cho nên là rất là nhiều chị em mà yêu thích mái tóc bồng bềnh đều thích tập dầu gội gừng Walleya này. Và đặc biệt là Linh sẽ có một món quà để tặng cho những chị em mua dầu gội xả này, đó là một set quà. Một set quà vô cùng xinh yêu của Walleya, đó là bao gồm một cặp mini nhỏ xinh và một mini tắm. Bình thường thì khi mà chúng ta mua một cái cặp dầu gừng như này ý, thì chúng ta sẽ chỉ được tặng một mini này thôi. Hôm nay thì Linh sẽ thay vì tặng một mini như thế này thì Linh sẽ tặng luôn mọi người một hộp quà. Trong một quà đấy thì vừa có một mini và vừa có một mini tắm. Nó rất là tiện lợi cho cái việc là chúng ta mang đi du lịch hoặc là tặng người thân của chúng ta nhá. Mọi người hình dung này, khi mà chúng ta mua một cặp dầu gừng thì chúng ta được một cái set quà như thế này rất là to, đúng không? Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có được một cái bí kíp để chụp ảnh xinh và thần dầu, đó là phải có một mái tóc bồng bềnh và lãng mạn nha mọi người nhá. Một tip nhỏ nữa mà Linh chia sẻ cho mọi người là khi mà mọi người gội đầu xong, mọi người sấy tóc ấy, thì mọi người nên để cái tóc nó ngược lại, và mọi người sấy nó gần khô rồi mọi người mới chải ngược lại để sấy, thì khi nó cái sợi tóc của chúng ta nó sẽ có cái độ dựng hơn và nó sẽ giúp cho mái tóc của chúng ta đã bồng bềnh lại còn bồng bềnh hơn nữa ấy, mọi người nhá. Chúc mọi người sẽ có được những bức ảnh trông rất là lãng mạn.